Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 2 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2021 của tuổi thìn. Tử vi tháng 2 năm 2021 âm lịch của tuổi Thìn chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thìn tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Thìn không gặp khó khăn đáng kể nào trong tháng này ngoài việc có chút hiểm nhầm với đồng nghiệp, thế nhưng may mắn là mọi việc đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Xem tử vi tuổi Thìn 2021, nguyệt lệnh Lâm cung mộ đã và đang ngăn trở công việc của con giáp tuổi Thìn khi bạn trở nên chậm chạp, ì ạch hơn. Thực ra là bạn làm việc chắc chắn, từ tốn nhằm tránh sai sót nhưng người khác nhìn vào cho rằng bạn thiếu năng lượng. Thực tế là việc này phần nào đã hạn chế được những sai sót, tránh việc làm rồi sửa gây xáo trộn công việc mà thôi. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bạn nên đánh giá lại chính mình để tìm cách nâng cấp bản thân trong quá trình đánh giá bản thân hãy cố gắng nhìn nhận mọi khía cạnh mà không phán xét hay đưa ra bất kỳ nhận xét mang tính chủ quan nào chỉ khi bạn biết được điểm mạnh điểm yếu của mình thì bạn mới phát huy được sức mạnh thoát ra khỏi sự ỉ ạch an toàn vốn có hãy thử thách bản thân hơn để bước ra khỏi những giới hạn mà bạn đặt ra từ trước việc này không đơn giản là để có nhiều tiền hơn mà còn để thấy cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn tươi đẹp hơn đấy nhé Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc tháng 2 năm 2021 tuổi thìn âm lịch nhận thấy tình hình tài chính của bạn ở hiện tại tạm ổn nhưng bên trong đó đã có những tiềm tàng đưa tới rắc rối mà không phải ai cũng có thể nhận ra nếu không thực sự tinh ý. Sẽ có một số vấn đề trong quá khứ làm xáo trộn sự cân bằng của thu chi nhưng con giáp tuổi thìn có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng bạn có thể thu về một số lợi nhuận về tài chính nhưng sẽ hơi khó khăn nếu bạn muốn đạt được các mục tiêu tài chính cao hơn nhiều người tranh thủ làm những việc quan trọng như xây nhà mua nhà mua xe vì thế mà tiêu tốn kha khá tiền bạc thậm chí có người đã phải sử dụng đến cả tiền tiết kiệm của mình vào những việc này khuyên người tuổi thìn trong thời gian tới phải cố gắng hạn chế bớt việc mua sắm nhưng đừng lo, nếu khoản chi tiêu cần nhiều hơn mức cho phép, bạn hãy cân nhắc mở rộng thêm nguồn thu nhập của mình. Tử vi tuổi Thìn tháng 2 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi 2021 vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thìn tháng này rất hanh thông, thuận lợi khi bản mệnh có ý thức hơn rất nhiều trong việc vun vén tình cảm khi mà công việc gần đây đã nhàn rỗi hơn việc có nhiều thời gian hơn ở bên nhau đôi khi có va chạm dù trải qua nhiều cãi vã và bất đồng quan điểm nhưng cuối cùng cũng đã hiểu nhau hơn tình cảm từ đó cũng trở nên càng bền chặt hơn trước rất nhiều cửu tử bay về phương bắc dự báo gia đình có nhiều tin vui có thể đó là tin bầu bí hoặc sắp có cưới xin nhờ đó mà trong gia đình rộn ràng tiếng cười nói mọi người tỏ ra vô cùng háo hức với thông tin này cuộc sống vì thế trở nên sôi động hơn với người độc thân thời gian này bạn chăm chút hơn cho bản thân và chịu khó làm mới diện mạo của mình khiến người khác giới không thể không chú ý đến bạn thời gian này bạn khá thường xuyên gặp gỡ thêm nhiều đối tượng tiềm năng tuy nhiên hãy bình tĩnh trong việc cân nhắc lựa chọn ai đó bạn nhé có một số đối tượng không nên duy trì mối quan hệ quá lâu hoặc không nên cho họ hy vọng chỉ vì lòng thương hại của bạn những người này khi không đạt được thứ họ muốn sẽ có thể tìm cách làm hại bạn đấy Tử vi tháng 2 năm 2021 tuổi thìn âm lịch về phương diện sức khỏe. Đúng là có những lúc con giáp tuổi thìn cần thời gian để hồi sức, chăm sóc bản thân và bạn đang xem đây là thời gian nghỉ để bạn nhìn nhận và suy ngẫm cũng như dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc tinh thần của mình. Thế nhưng nếu xa đà quá thì lại thành lười biếng rồi đấy nhé. Bạn nên hoạt động nhiều hơn bằng việc tham gia các bài tập luyện vừa sức, từ đó tạo thói quen thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bạn không cần bắt bản thân phải tập luyện nghiêm túc ngay từ đầu sẽ chán nản mà bỏ cuộc, đôi khi chỉ cần 5 đến 15 phút rồi tăng dần thời gian lên khi bạn đã quen. Bạn có biết rằng bệnh từ miệng mà ra, do đó, phải quan tâm hơn tới việc hôm nay bạn ăn gì để có thể bồi bổ sức khỏe, thể lực cho mình đúng cách đấy nhé. Nếu bạn đang có thói quen ăn nhiều đồ ngọt, uống nhiều nước có ga thì nên hạn chế bớt đi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn trong tháng 2 âm lịch năm 2021. 1. Nhâm Thìn, Thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết: đôi khi bạn cần có chút tham vọng để thử thách bản thân một chút. Quý nhân: Hợi, Tỵ. Tiểu nhân: Mão, Sửu. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. 2. Giáp Thìn, Hỏa, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết: tâm trạng bạn thay đổi thất thường và ảnh hưởng tới người xung quanh quý nhân, sửu, dần. Tiểu nhân, ngọ, mùi. Màu sắc may mắn, cam, xám. Ba, bính thìn, thổ, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, bạn cần nhận ra đâu là việc quan trọng để tập trung, tránh lãng phí thời gian. Quý nhân, mùi, thìn. Tiểu nhân, dần, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Bốn, mậu thìn, mộc, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, niềm tin vào bản thân sẽ dẫn bạn tới đỉnh cao mới. Quý nhân, tí, dậu. Tiểu nhân, hợi, mão. Màu sắc may mắn, xanh, trắng. Nam, canh thìn, kim. Nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, đừng nhờ dựa vào những yếu tố bên ngoài vì bạn không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Quý nhân, tuất, dậu. Tiểu nhân, tí, mão. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại